hai, em Khánh và em Thương xin chào quý khán giả đến với video tiếp theo của Khánh và Thương. Xin chào mọi người em. Xin chào quý vị, chúc anh chị ạ. Sáng nay hai vợ chồng em là chính thức đi qua bệnh viện để nhập viện rồi mọi người. Bác sĩ hẹn ngày hôm nay sẽ qua bệnh viện để khám, rồi có thể là hôm nay sẽ sinh luôn đó mọi người. Bởi vì là em bé là đủ ngày đủ tháng rồi. Thì hôm nay đi cùng Khánh thì sẽ có ba mẹ. Đây là ba. Đây là bà ngoại. Bà ngoại. Bà nói rồi. Nói chung là em bé là chắc là đợi ông bà ngoại, ông bà nội vô đây mới đầu mới đi đó. Đây mẹ đây, mẹ chào mọi người, mẹ ơi. Chào mọi người. Thì sáng nay thì cả nhà Khánh sẽ đưa em bé qua bệnh viện để thăm khám và có thể là dự sinh vào ngày hôm nay luôn. Đúng em nhỉ? Thì bây giờ Khánh sẽ đi xuống dưới ăn sáng rồi bắt đầu đi qua bệnh viện luôn. Tách đồ đoàn đi luôn rồi. Nói chung là giấy tờ rồi mang cả đồ đi sinh luôn. Nếu mà có hôm nay có sinh thì sẽ sinh luôn mọi người, chứ không có ở nhà nữa. Ba mẹ ăn sáng đúng không mẹ? Ông bà qua đây từ 7:30. Khánh bây giờ mới hai vợ chồng Khánh bây giờ mới dậy rồi mới bắt đầu bây giờ. Khánh thức đến 2 giờ sáng luôn. Con người nằm cứ chờ nó, thử nó có đạp rồi, không mà nó chịu đạp rồi, không có gì hết. Nào bây giờ em thấy như thế nào rồi? Bây giờ lì quá, bây giờ ra thế ba hồi lên ra. Ngoài thì là túi màu hồng. Bà nội thì túi màu đen. Ông nội thì cho xách cái túi này đi. Đó. Để thay ngân đi. Thay ngân rồi đó. Được chưa? Đi thôi. Đi. Đây. Mọi người chung cùng chờ đón em bé nha. Chào cả nhà, hiện tại Khánh đã tới bệnh viện Mỹ Đức rồi. Đa khoa Mỹ Đức ở đây chuyên bệnh viện vệ sinh nở luôn, nên là ở bên trong thì chắc chắn là Khánh không thể quay được rồi, cho nên là có gì Khánh sẽ quay và cập nhật cho mọi người xem sau nha. Giờ Khánh phải đi vào cái đảo đây. Anh quay clip. Thấy rất đẹp. Đây mọi người. Sáng giờ Khánh với vợ Khánh với ba mẹ đồ đi làm thủ tục thì giờ xét nghiệm các kiểu, thì bây giờ vợ Khánh đang chuẩn bị vào nhập viện. Đồ vào. Cười đi em, cười đi em, tí nữa rồi khóc. Cười đi rồi tí nữa khóc. Nói chung là vợ Khánh xét nghiệm rồi làm thủ tục giấy tờ cả ngày luôn. Đến trưa để đợi sáng luôn thì giờ mới ăn cơm nè. Ăn cơm rồi bây giờ đợi lên nhập viện, lên nhận phòng. Anh đặt phòng rồi. Thủ tục xong hết rồi, bây giờ chỉ có lên nhập viện rồi. Bác sĩ chỉ định này kia thôi, đẻ lúc nào thì sẽ báo. Ở đây là một người chăm bệnh thôi, một người lại thôi, cho nên cho bà ngoại lại. Còn Khánh đang nói mấy cô hộ lý đồ xin thêm, nếu được thì cho Khánh ở lại nữa, chứ quy định là một người à. Sao bây giờ tâm trạng của em sao? Lúc này á, em mặc bộ đồ đi ra anh không nhận ra em luôn. Tại vì mặc định là em mặc cái váy đi ra đâu biết ai đâu. Rồi giờ ra nghỉ ngơi. Hiện tại Khánh đã gọi là chọn phòng rồi, Thương cũng mới được bác sĩ đưa vào phòng, giờ đang đau này. Lúc này cười bao nhiêu giờ mặt méo bấy nhiêu. Hiện tại đang chờ để khi chị bác sĩ nói sao. Chờ đến tối xem nếu mà được thì sinh thường mọi người. À, hiện tại đang đưa cái gì vào nên là hơi đau, nên là bộ Khánh đang như không thể nói được. Ở đây thì Khánh chọn phòng hai người, hai bệnh nhân, thì giường bên này hiện tại chưa có bệnh nhân, đây mới có vợ Khánh thôi. Khánh mới đưa một ít trái cây với súp cho vợ Khánh để ăn rồi uống thuốc. Thì bây giờ chỉ có được vợ với mẹ bà ngoại đó ở lại chăm thôi, chứ ở đây chỉ có một người chăm thôi. Cho nên là Khánh thì cũng xin là có gì cho thêm Khánh được mà bệnh viện không cho. Quy định là chỉ có được một mẹ, một người đi sinh là thêm một người nuôi.
đó thì sẽ có bà ngoại lại chăm thương, thì chút nữa chắc anh phải về rồi, có gì là hôm nào mai Khánh lại qua tiếp đó. Bây giờ Khánh được vào thăm một chút rồi đi xuống. Chào em, đau chưa? Đau, đau được, nói chung là cố gắng nha. Chai rượu, chai rượu. Cố gắng nha. Chúc em mạnh mẽ. Cứ khi nào đau nhớ đến anh. Cứ nhớ đến anh. Để chị nuôi chứ, để mẹ lên núi. Mẹ chị tá lên núi vậy. Cô cứ làm thai thế. Cậu đau quá thế mẹ cậu chủ trà sao đâu. Thế chị cậu giải là vô rồi. Cho mấy chị kia la sùm. Ừ. Đặt bóng gì vô là nó đau. Ừ. Đau lắm đúng không? Thế mà mình dám la. Đau la. La vừa vừa. Ngồi đấy, ngồi xuống. Chú đau rồi, chú gì hết rồi. Ừ, ngồi xuống xuống. Vẫn đau nhưng mà nó chưa tới mức. Chưa cứu ngoài tới mức mà nó. Em nghĩ chắc tới khi mà đau đi chắc nó phải đau gấp trăm ngàn lần. Giờ em thấy đau thôi anh, nữa mỗi em thấy sao. Bây giờ em thấy đau rồi hả? Nói chung bây giờ là đợi. Bác sĩ nói là đợi đặt bóng. Đặt bóng rồi đúng không? Ừ, đặt bóng. Bây giờ đợi mở tủ cung được thì sẽ sinh thường. Còn trường hợp nếu mà không được là ngày mai sẽ sinh mổ đó mọi người. Trong tối ngày hôm nay sẽ ở đây theo dõi, ở cái phòng này theo dõi nha mọi người. Ở đây phòng này thì Khánh đặt là phòng 2 giường. Bên này là có một giường nhưng mà chưa có em bé nào hết. Chứ lúc nãy mình biết sao mình đáp. Thế là mình đang đau quá mà. Mình nghe bên phòng bên cạnh có bà bé nào bà la. Trời bà la cái miệng bà to. Que que mà nó to lắm cơ. Mình nghe mình cười thế là mình cơm ráng lên. Ừ. Chừng nào mà em đau mà kiểu mệt quá rồi ấy, em hãy nghĩ đến anh nha. Nghĩ đến anh từng trải qua những cái cuộc phẫu thuật cách đây 5 năm. Anh lúc đó cũng vậy, nhiều khi mệt mỏi đau quá anh cũng nghĩ về là gọi là nghĩ làm sao để mình sống ấy. Rồi anh nghĩ về những điều tốt đẹp ở phía trước ấy, nên anh đã vượt qua. Anh cũng hy vọng em cũng sẽ như anh. Đau thì lúc đó không có anh bên cạnh cứ nghĩ đến anh nha. Nghĩ là mình có một ông ba tuyệt vời đang đợi ngoài. Ừ. Cố dặn em bé nha. Em bé nhớ ngoan ngoan ra nhanh nhanh cho mẹ đỡ đau nha. Hả? Cười. Bây giờ cười nữa không? Cười giờ khóc hả? Khóc cười. Ừ. À, tối nay mẹ sẽ mẹ bà ngoại sẽ ngủ ở đây hả? Chút nữa anh sẽ gửi chăn màn qua. Anh về đặt trái cây rồi đồ là anh gửi chăn màn qua. Anh nấu yến anh gửi qua cho nha. Cho em cái chăn màu tím ấy. Ok. Cần gì nhắn trong điện thoại cho anh mang sạc bỏ đó. Anh mang sạc cho em đó. Cần gì anh về anh đưa qua. Đồ của em hay gì đó. Thì tí nữa anh về anh cũng về xử lý chứ mấy lạnh là anh có gì cái là anh chạy qua. Qua đây đâu có nên được chạy qua đây. Thì theo tình hình nếu mà gần sinh là anh chạy qua. Thì gần sinh mới chạy qua chứ còn sinh. Nhưng mà đem mềm chút cho rồi. Ừ, chút nữa anh về anh book xe. Anh book xe Grab nó đưa qua thôi. Rồi. Đó thì đây là phòng Khánh cho mọi người xem sơ cái phòng, đây là bệnh viện Mỹ Đức nha. Đây là cái phòng 2 giường. 2 người rất là đẹp. Nói chung là ở đây thì một ngày là 2 triệu. 2 triệu một ngày để mình có thể ở được ở đây. Có phòng triệu 8, có phòng 2 triệu, phòng triệu 8 sẽ nhỏ hơn phòng này. Thì anh đặt 2 triệu. Anh có biết anh thấy người bảo lấy phòng to để anh dễ đi thì anh đi sẽ anh chơi phòng to luôn. Toilet này là anh không lọt rồi. Nhưng mà anh cũng thấy đẹp á. À, cơm, nước thì mình là mình tự túc nha. À, họ chỉ tiền phòng thôi. Em nghĩ anh nằm góc ra được. Anh nằm góc này. Ấc sĩ có cho vô anh vô đâu. Lúc nãy anh hỏi á, thì bạn đó bảo là hiện tại á, chưa đẻ thì chỉ có một người chăm thôi, một người ở lại được thôi. Theo quy định, còn khi mà đẻ xong rồi em mà sinh bé xong á, ví dụ anh mà ấy thì họ sẽ hỗ trợ, được thì họ sẽ hỗ trợ anh vô với em. Có được thêm một người là anh á. Thì hành trình sáng giờ Khánh đưa vợ Khánh đi sinh đó, thì sáng giờ là nhập viện làm thủ tục các kiểu. Ở đây không được quay phim, hôm nay Khánh vô trong phòng này thì mới quay được á. Thì ở ngoài là không được quay phim nên sáng giờ không có quay được cho mọi người xem cái hành trình mà Khánh với vợ làm giấy tờ thủ tục này kia. Đi khám rất là nhiều cũng đoạn thì bây giờ được nhập viện là bây giờ ở trên phòng để chờ sinh. Là bây giờ đang hiện tại đang thả bóng hả em? Đặt bóng nữa.
đặt bóng gì gì đó, Thanh không hiểu thì mọi người đặt bóng để cho nó mở cửa tử cung, rồi được thì sẽ sinh thường, em bé ra lúc nào thì sinh. Hả? Em nghĩ nó sẽ nói là bây giờ đặt bóng trước cho mở cửa tử cung, mở cái ba bốn phần nó rớt cái bóng ra ngoài á, thì nó sẽ đi tiêm cho một mũi gì Nếu mà được thì sinh thường, còn nếu trường hợp không sinh thường được thì sẽ lựa chọn phương án hai, đó là sinh mổ. Đó thì bây giờ chỉ đợi thôi. Đó thì giờ vợ Khánh sẽ nghỉ ngơi ở đây với bà ngoại, bây giờ sẽ ăn rồi uống thuốc. Khánh mới lấy đồ ăn cho vợ Khánh ăn thì ở ngoài sảnh á, họ mới báo là sẽ có một lớp bổ túc, một lớp kiểu như họ sẽ hướng dẫn cho những ai đang chuẩn bị sinh em bé thì sẽ ra học những cái, chẳng hạn như những cái gì kiến thức về sinh em bé mọi người. Thì đợi vợ Khánh ăn xong là sẽ ra nó xem sao, không biết được quay không, không biết, nhưng mà Khánh cũng sẽ ra nghe xem ở đó họ sẽ chỉ cái gì để cho mình về rồi sau khi sinh ấy. Đấy, giờ em thấy sao rồi, nóng không? Được. Đây có nóng không? Không. Ừ, nếu bạn nói gì chứ bữa nào chia cái đêm lại cho nó ấm cho em bé, rồi nó buồn đạm nó nóng quá cái mồm nó. Ở đây có gì đâu lạnh, đâu có đâu nóng, có đường hoa, máy lạnh đồ mà. Máy lạnh to thế này luôn mà. Trên đầu á. À lạnh có chăn đồ. Không sao đâu. Bây giờ các em có đi ra học không? Đi ra học. Ok. Khi mà mình cho bé bú ha, hoặc là đang cho bé bú, hoặc là sau đó bú 1 giờ, nhưng mà tự nhiên con mình đang hồng hào mà tự nhiên tím tái, hoặc em bé ho rất là nhiều và mình kiểm tra trên mũi này, nó thấy sữa nó trào ra hoặc trên miệng ọc sữa rất là nhiều, thì việc đầu tiên này, nếu mà có người thân thì mình sẽ gọi người thân hỗ trợ thêm. Việc đầu tiên mình thấy em bé đang bú như thế này, mình có thể nghiêng qua một bên ha. Trường hợp thật sự mình không nên là để em bé nằm ngửa như thế này và mình ẵm em lên như thế này là không tốt cho bé nhé. Thì khi mà mình thấy em bé đột ngột tím tái thì mình sẽ nghiêng bé qua một bên ha. Mình có thể là lau sạch trước khi mình gọi đồ thắm ngực ha. Còn cái tư thế gối lưng ấm ngực thì mình sẽ đặt thân trẻ trên một cái cạnh tay ha. Cái đầu trẻ nó thấp xuống dưới, lấy da thấp xuống dưới như vậy có thể là một số sữa nó ở trong cái dạ dày một phần người nó đặt. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Đây là tay. Là tay không được dưới cổ đúng không? Đúng rồi, ngay cái gáy nha. Nha sẽ vô. Đầu bé thấp ha, lúc nào cái đầu bé nó thấp xuống dưới. Đúng rồi. Cho ngược xuống dưới luôn. Đúng rồi. Bỏ tay, cái này phải bỏ trên này chứ. Đó. Thẳng như vậy. Không có lực. Đúng rồi. Rồi, ok. Cầm cái đấy chỗ này. Cầm cho bé chỗ này. Hai ngón tay cầm cho. Rồi, đúng rồi. Đầu thấp nhẹ để đi. Là hai cái tay là bóp bên má đúng không? Đúng rồi, cái chỗ này. Đây, chứ đừng bóp cái cổ. Đúng rồi. Sẽ là từ trên xuống dưới, từ trên xuống từ trước ra sang sau ra trước ha, đẩy mình đẩy sữa ra. Đúng rồi, đúng rồi, cầm rồi dịch chỗ này qua chân bên này. Ví dụ như mình thấy em bé nó khóc thét lên, nó hồng hào, nó nhả sữa đây, mình lấy khăn sữa mình vuốt ha, lấy khăn sữa mình vuốt ra. Rồi mình, nếu mà em bé chưa có khóc được thì mình đổi chân qua đây. Đúng rồi. Quan trọng là mình phải giữ em bé chặt nha, tại vì đôi khi em bé không có bị vấn đề không, đúng rồi, nó bị tụt xuống là còn nguy hiểm hơn nữa ha, nên là mình giữ em bé chặt ha. Phải to. Đập đầu. Tại to quá. Nhưng mà cái bút kia là sẽ mà mỏi. Khi là thật là mình cũng phải đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đó. Rồi. Chào. Cảm giác sao? Lúc đó chắc lúc đó đừng nói là mẹ chứ ba cũng cuốn chứ là mẹ nhờ. Em thấy cái lực lúc đó mình vỗ cái lực mạnh ghê nhờ. Dạ. Nó mới tắm được sữa. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại Khánh đã có mặt ở nhà. Thì khi mà Khánh vào thăm Thương và học một cái lớp kỹ năng sau khi sinh á, thì Khánh và ba mẹ về nhà, bởi vì ở bệnh viện đó hiện tại chỉ có một người được ở lại chăm thôi, cho nên là để cho bà ngoại lại chăm sóc Thương. Bởi vì là hiện tại chưa sinh nên là Khánh không có ở đó được.
Nói chung là thôi Khánh về nhà để chuẩn bị một số đồ thì chút nữa Khánh sẽ mang, nói chung là chuẩn bị một số những cái đồ đạc để mang vào. Thì sẽ mang chăn màn để cho bà ngoại tối sẽ lại ở lại nghỉ lại ở bệnh viện. Đó, rồi Khánh mới mua một ít trái cây, rồi hiện tại đang nấu một ít yến để cho Thương ăn có sức để sinh em bé. Thì nói chung là vẫn đang trong quá trình đợi sinh thôi, chứ cũng chưa có sinh. Nói chung có gì vợ Khánh sẽ báo là Khánh sẽ vào. Chứ bây giờ ở lại cũng không có chỗ ở. Thành ra Khánh và ba mẹ sẽ về nhà. Thì bây giờ Khánh nấu cái chút yến rồi chút nữa sẽ gửi qua bệnh viện để cho Thương ăn, rồi mẹ của Thương lại chăm Thương. Đó. Rồi chút nữa thầy Khánh cũng ở nhà rồi làm việc. Đó, nói chung là sẽ ở nhà lo công việc ở nhà. Chừng nào sinh thì Khánh sẽ đi vào thôi. Đó, thì mới mua trái cây rồi đồ đạc thì mẹ Khánh lúc nào cũng đã chuẩn bị đây rồi. Chút nữa Khánh qua nhà ba mẹ ăn cơm rồi qua lại đây, sau đó gói hàng gửi đi, gửi đồ vào cho mẹ Thương trong đấy. Đó, thì bây giờ Khánh nấu một chút yến cái đã, rồi bắt đầu là cho nguội rồi mình đưa đi thôi. Hiện tại Khánh đang nấu một chút yến để sẽ đưa vào trong bệnh viện cho Thương với mẹ Thương ăn cho nó có sức. Thì Khánh nấu yến thì Khánh sẽ cho một chút cái đường mật hoa dừa mà hiện tại Khánh đang bán này. Đây là sản phẩm mật hoa dừa của Sóc Farm, là một sản phẩm từ cái cây dừa đó, hoàn toàn tự nhiên luôn và cái độ đường của nó rất là thấp. Thế là Khánh sẽ sử dụng cái đường này. Hiện tại Khánh cũng đang bán những cái sản phẩm như vậy luôn. Thì hy vọng cô chú anh chị nào mà thích có thể mua một Khánh nhé. Một hộp đường như vậy là 135g, giá đang bán 120. Đó, nhân tiện đây Khánh quảng cáo luôn cho mọi người cái bộ sản phẩm của mật hoa dừa nhá. Thì cô chú nào mà thích thì ủng hộ Khánh. Thì đây là cái sản phẩm cacao mật hoa dừa, một chai như vậy là 75g, giá của nó là bao nhiêu nhỉ, 66.000. đó. Còn cái sản phẩm này là mật hoa dừa một hộp một chai như vậy là 250g, giá đang bán là 132.000. đó, mật hoa dừa này uống cũng rất là tốt, thay thế mật ong hàng ngày đó. Nó tăng đề kháng, tăng điện giải, giúp mọi người bổ sung năng lượng, ai mệt mệt thì dùng vào. Còn đây là giấm mật hoa dừa, thì cái này là lên men tự nhiên từ mật hoa dừa. Thứ này sử dụng để mọi người bóp gỏi, làm nộm hay là làm salad, hay là mọi người dùng để nấu lẩu, làm gia vị đó. Nói chung là rất là tốt luôn, đặc biệt nó không chất bảo quản nhé. Một chai như vậy là 265ml, giá đang bán là 96.000. Một chai giấm như vậy rất là đẹp luôn, cái này Khánh bán rất là chạy này. Rồi nước tương cũng bán rất là chạy luôn. Đây nước tương, cái chai này Khánh đã xài rồi nên nó thấp nha, chứ còn đầy nó đầy chai luôn. Thì chai này 200ml, giá nước tương của mật hoa dừa là 86.000 một chai. Cái này độ mặn của nó rất là thấp, thành ra những ai mà kiểu như là bị tiểu đường hay bị các tình trạng về liên quan về thận đồ, mình muốn ăn giảm muối thì mình sử dụng cái nước tương này. Đặc biệt ăn chay trường thì tuyệt vời luôn, sử dụng rất ok. Hoặc là ai mà dị ứng đậu nành á thì xài cái nước tương này, hoàn toàn 100% là mật hoa dừa và hoặc là muối biển đó, thì thành phần độ muối rất là thấp luôn cả nhà nha. Thì dùng nước tương này một chai chỉ có là 86.000. Nếu mà so với các loại nước tương khác thì nó hơi mắc, nhưng mà thực ra nó rất tốt cho sức khỏe luôn, cho nên mới có giá như vậy nha. Nó không chất bảo quản luôn đó, thì Khánh sử dụng ngay lắm. Thôi bây giờ Khánh sẽ bỏ đường vào trong cái nồi yến nhá. Thì những cái sản phẩm này Khánh hiện tại đang có phân phối, thì cả nhà mình có mua thì hộ Khánh bằng cái số điện thoại mà Khánh ghi dưới này, mọi người gọi cho Khánh là Khánh sẽ ship đến tận nơi cho mọi người luôn. Và đặc biệt hôm trước Khánh có đăng clip mà về cái sản phẩm này về á, thì có một số cô chú anh chị ở bên nước ngoài cũng lên bảo là có ship qua nước ngoài không, thì Khánh có ship luôn. Thì cô chú anh chị nào ở nước ngoài muốn thưởng thức cái đặc sản Trà Vinh này thì có thể là gọi cho Khánh để mua nha. Cảm ơn mọi người. Giờ Khánh sẽ nấu cái yến rồi bắt đầu đi đây. Đây nha mọi người, đây là cái combo về các sản phẩm của mật hoa dừa. Nó làm thành mật hoa dừa lên men, cái này thì uống rất là tốt này, sức khỏe này, hỗ trợ tiêu hóa này. Đây là mật hoa dừa bằng giấm này, rồi đây là mật hoa dừa này, rồi bắt đầu là cacao mật hoa dừa, nước tương và đường hoa dừa. Đó thì combo này. Đó, các cô dì chú bác nào muốn ủng hộ thì có thể liên hệ với Khánh nha. Đây, Khánh mới ăn cơm bên mẹ xong thì hai mẹ con Khánh sẽ đưa những cái đồ này đi qua bệnh viện. Xin chào cả nhà, bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Thì clip hôm qua Khánh có quay mọi người mà Khánh chưa có chia sẻ thêm. Thì khi mà Khánh với mẹ với ba về nhà thì đưa đồ đến cho mẹ với Thương ở bệnh viện á. Thì ở đó thì họ không có cho Khánh vô hai người, nói chung là một phòng như vậy chỉ có hai người thôi. Cho nên là sẽ cho mẹ
bà ngoại đó ở lại chăm sóc Thương thì sẽ tốt hơn. Nên Khánh về nhà thì Khánh về nhà thực sự thì cũng không có ngủ được. Giờ 1 giờ sáng rồi. 00:58, 1 giờ sáng. Thì không ngủ được nên là dậy nấu tô miếng ăn. Đó. Thì không biết sao nhưng mà kiểu cảm giác nó cứ nôn nao, nó trần trọc cái gì đó, nên là chẳng ngủ được. Nên lên đây quay clip cho tâm sự một người xíu. Nhưng ở đây cảm giác mà ai mà chuẩn bị sắp sửa làm bố sẽ hiểu được. Ngủ không được, ngủ thức cũng không xong. Đáng lý ra là Khánh là phải ở trong đó, phải ở trong bệnh viện để cùng vợ vượt qua những cái lúc như này, những cái nỗi đau mà khi vợ mình mang bầu để chuẩn bị sinh chắc chắn rất là đau luôn. Đáng lý ra Khánh phải ở trong đó để bên cạnh động viên này kia, nhưng mà do vì hoàn cảnh mình không có thể ở trong đó được nhiều khi, bởi vì trong đó chỉ một người thôi. Nếu mà Khánh ở lại thì ví dụ chẳng hạn như vợ Khánh mà đau, hay là nhờ Khánh dìu đi vệ sinh, hay là nhờ Khánh cái gì kia mà Khánh không có làm được, thì nhiều khi lại cuối cùng lại ảnh hưởng đến vợ mình, lại không được. Nhiều khi cũng thấy cũng tự kiểu hiểu mình bây giờ bản thân mình như vậy mình không làm được ấy, nhiều khi cùng tủi thân rồi. Ví dụ như vợ Khánh bình thường thì có thể Khánh có thể chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui mua này mua kia, hay là thì cái đó Khánh làm được. Nhưng bây giờ vợ bầu nhiều khi đau rồi dìu đi vệ sinh hay là chuyển nước gì đó thì mình lại không làm được đó, mình chỉ sợ lúc đó thôi, cho nên mới để cho mẹ vợ vô là hợp lý, để mẹ có thể là xoay sở rồi chăm sóc Thương tốt hơn. Thành ra nhiều khi có nhiều người bảo sao kiểu như là tại sao vợ sinh thì không đi ở cùng vợ như vậy đó. Đó thì cũng mong mọi người hiểu. Chứ Khánh thực sự cũng muốn vô đó với vợ lắm, nhưng mà không được. Để mai Khánh thử xem, nếu mà được thì Khánh ở lại. Bây giờ thôi ăn bát mì cái đã. Rồi là tâm lý phụ nữ mà, cũng muốn chồng của mình bên cạnh mình, muốn chồng của mình bên cạnh mình để động viên mình kiểu thế. Nhưng thôi chắc là vợ Khánh cũng hiểu cho Khánh. Chỉ mong là sao là Thương mạnh khỏe, sinh Thường được thì càng tốt. Đó là một trong những cái mà hạn chế của một người khiếm khuyết như Khánh đó. Rồi Khánh thì là chắc chắn tương lai sau này cùng khi mà chăm sóc em bé rồi, sẽ có những lúc em bé ốm đau bệnh tật, nhiều khi mình không được nhanh nhẹn trong việc kia, nhiều khi cũng thấy cũng thương vợ. Chắc chắn là vợ Khánh sẽ vất vả hơn nhiều. Nhưng thôi, chắc chắn vợ Khánh sẽ làm được. Ăn xong nếu mà vô tí nữa ngủ được hay ngủ một giấc một xíu, còn không thì thức luôn. Cảm giác của Khánh bây giờ vừa nôn nao, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Đấy. To rồi. Làm những mặt hoa dừa rồi đi ngủ. Đèn nước uống mặt hoa dừa. Khánh đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip ngày hôm nay của Khánh nha. Một clip hành trình mà Khánh cùng vợ đi đi sinh. Và Khánh sẽ quay tiếp cho cả nhà mình cùng xem. Ai yêu mến thì đợi clip của Khánh để xem nha. Còn ai mà cảm thấy là có, bởi vì Khánh đọc một số comment này bảo rằng này suốt ngày khoe làm như một mình vợ Khánh sinh vậy, cứ quay đăng lên. Thực ra thì quan điểm của Khánh thì đây là kênh YouTube của Khánh, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Khánh cho những cô dì chú anh chị đang yêu mến và yêu thương hai vợ chồng em, để mọi người xem và mọi người cùng để mọi người biết về cuộc sống của hai vợ chồng Khánh. Thực ra là cũng như là một cái kênh mình chia sẻ và giao lưu kết nối với nhau thôi. Thì còn nếu mà ai mà cảm thấy không thích, hay là cảm thấy video clip này mà khoe hay gì đó, thì có thể là tìm một clip khác để xem. Khánh cũng không có biết làm sao được hết, bởi vì là mạng xã hội mà, thì ai thích thì họ ở lại xem, còn không thích thì họ có thể rời đi. Thì Khánh hy vọng mà ai yêu mến thì có thể đăng ký kênh để xem tiếp những clip của Khánh, còn không thích thì có thể là không đăng ký cũng được, không sao. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem clip, cảm ơn cô dì chú anh chị đã gửi những lời chúc đến cho vợ chồng Khánh này, cũng như những cái lời
động viên đến cho Khánh để Khánh tiếp tục trong cuộc sống này. Bởi vì Khánh cũng nhờ kênh YouTube này để kiếm một chút thu nhập này. Điều thứ hai là chia sẻ cuộc sống của mình cũng như niềm vui của mình lên đây thôi. Đó, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Khánh cũng chắc đi vào chợp mắt xíu đây. Chắc chắn hành trình sắp tới sẽ có nhiều cái thức đêm nhiều hơn. Rồi, bye bye cả nhà mình, tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh nhá. Khánh sẽ đăng những clip tiếp theo cho mọi người xem. Bye bye.